trực tiếp U23 Việt Nam với U23 Singapore, huấn luyện viên Chu Xie dùng đội hình mạnh nhất, chiến thắng mãn nhãn. Trước giờ diễn ra trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore, sự chờ đợi và hồi hộp đang lan tỏa trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trận cầu này không chỉ là một cơ hội để các tài năng trẻ của U23 Việt Nam thể hiện khả năng của mình, mà còn là một bài kiểm tra quan trọng trước các thách thức trong tương lai. Huấn luyện viên Chu Xie đã đặt ra đội hình chính thức mạnh nhất cho trận đấu này nhằm đảm bảo một sự thể hiện ấn tượng từ đội bóng của ông. Với tài năng và sự tự tin của đội hình này, nhiều người kỳ vọng vào một chiến thắng mãn nhãn từ U23 Việt Nam. Trong trận đấu sắp tới, Văn Bình sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò thủ môn và hàng phòng ngự sẽ được dẫn dắt bởi Hữu Nam và Hồng Phúc. Điều này đảm bảo sự ổn định và kỹ thuật trong việc ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ. Ở tuyến giữa, huấn luyện viên Chu Xie đã giao phó trách nhiệm tạo ra sự sáng tạo cho Đức Anh và Văn Toàn. Hai cầu thủ này đã thể hiện khả năng xuất sắc trong việc điều chỉnh bóng và tạo ra các cơ hội nguy hiểm trong các trận đấu gần đây. Sự kết hợp giữa tài năng trẻ và kinh nghiệm có thể là yếu tố quyết định trong việc kiểm soát trận đấu. Ở hàng tiền đạo, sự đáng sợ của Khuất Văn Khang và Vĩ Hào sẽ là một vũ khí quan trọng cho U23 Việt Nam. Cả hai cầu thủ này đều đã thể hiện khả năng ghi bàn và sáng tạo của mình trong các trận đấu trước đó. Và họ sẽ là hy vọng để mang về chiến thắng cho đội bóng. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore không chỉ là bài kiểm tra cho các học trò của huấn luyện viên Chu Xie, mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng của mình. Sự kết hợp giữa tài năng trẻ và kinh nghiệm có thể tạo ra một màn trình diễn mãn nhãn và đem về chiến thắng cho U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Guam 6-0 và U23 Yemen 1-0 để trở thành đội bóng thứ hai góp mặt tại chung kết U23 châu Á, chỉ sau chủ nhà Qatar. Mặt tích cực ở những trận đấu này là dù chơi chưa đạt kỳ vọng, nhưng các học trò của huấn luyện viên Chu Xie vẫn biết cách giành 3 điểm. Nhờ toàn thắng 2 trận đầu nên U23 Việt Nam có thể bước vào trận cuối với U23 Singapore bằng tâm thế thoải mái. Về chiến thuật tổng thể lẫn phong độ của từng cầu thủ, huấn luyện viên Chu Xie chưa thể hài lòng. U23 Việt Nam kiểm soát bóng, dồn ép đối thủ nhưng thiếu độ lạnh và sự tỉnh táo để biến thời lượng kiểm soát bóng thành cơ hội hay bàn thắng. Ông Chu Xie so sánh rằng, cùng một kiểu tình huống, đội Brazil chỉ cần 2 lần thực hiện để ghi bàn, trong khi đội Việt Nam có khi thực hiện tới 10 lần mới làm rung được mảnh lưới đối phương. Khác biệt ở chỗ các cầu thủ còn khiếm khuyết ở kỹ thuật lẫn tư duy chơi bóng. Ở sân chơi trẻ, mỗi trận đấu là một nấc thang trưởng thành. Đội trẻ đến từ đảo quốc Sư Tử gây thất vọng khi thua đậm U23 Yemen và hòa U23 Guam. U23 Singapore thiếu kỷ luật cũng như tỉnh táo ở cả hai trận này. So với SEA Games 32, đội bóng của huấn luyện viên Narinashi là phiên bản còn yếu hơn. Không còn áp lực thành tích, huấn luyện viên Chu Xie có thể sử dụng tổ 2 ở trận này với Đình Bắc, Văn Khang, Vĩ Hào, Minh Khoa, Văn Toản. Đây là những gương mặt tiềm năng nhưng cần được trao thêm cơ hội trên sân để chứng minh đẳng cấp. Một U23 Việt Nam với cầu thủ mới và diện mạo mới ở trận gặp U23 Singapore sẽ mang tới tín hiệu tích cực để hướng tới vòng chung kết U23 châu Á. Về lý thuyết, U23 Singapore vẫn còn hy vọng có thể cạnh tranh ngôi nhì bảng, qua đó hướng đến việc vào top 4, đội thứ 2 giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2024. Nhưng có lẽ U23 Việt Nam sẽ không cho đội bóng trẻ đảo quốc Sư Tử mơ mộng như vậy. U23 Việt Nam vừa có chiến thắng 1-0 đầy nhọc nhằn và cả phần may mắn trước U23 Yemen, qua đó sớm giành chiếc vé để có mặt ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2024. Thực tế, lối chơi của các học trò huấn luyện viên Chu Xie vẫn chưa làm người hâm mộ yên tâm, khi những pha triển khai tấn công còn khá bế tắc và đơn điệu. Nhưng quan trọng, U23 Việt Nam đã có 2 trận thắng liên tiếp để đứng đầu bảng C. Trong khi đó, cầu thủ U23 Singapore dẫu có thể hình ổn, nhưng lối chơi của đội bóng này lại khá ngờ nghệch. Đặc biệt, họ rất bế tắc trong việc triển khai tấn công, nên dẫu gặp đối thủ rất yếu như U23 Guam vẫn không thể giành chiến thắng. Bàn thắng chỉ đến với họ từ quả phạt đền. Nhưng sau đó U23 Singapore đã phải chia điểm khi bị đối thủ gỡ hòa vào giờ chót. Hiện tại về lý thuyết, U23 Singapore vẫn còn cơ hội để đi tiếp. Đó là khi họ thắng đậm U23 Việt Nam để giành 3 điểm. Khi ấy, U23 Singapore có thể chờ đợi mình đứng nhì bảng nếu U23 Yemen thua U23 Guam trước khi hồi hộp đợi xem mình có lọt vào top 4, đội thứ 2 có thành tích tốt nhất để vào vòng chung kết hay không. Tuy nhiên, đây thực sự chỉ là một giấc mơ tồn tại trên lý thuyết. Thậm chí xét về thực tế, với trình độ chuyên môn không cao, nên chắc chắn U23 Singapore phải đón nhận cơn mưa bàn thua trong cuộc so kè này. Thêm vào đó, do vẫn chưa làm giới mộ điệu yên tâm trong lối chơi,
nên các học trò của ông Chu Xie cần tận dụng những đối thủ yếu như U23 Singapore để mai rũa những mảng miếng tấn công của mình. U23 Việt Nam chính thức giành quyền tham dự giải U23 châu Á 2024 sớm một vòng đấu sau hai trận toàn thắng trước U23 Guam và U23 Yemen. Trong khi đó, U23 Trung Quốc vẫn phải chờ đợi trận đấu giữa U23 UAE và U23 Ấn Độ diễn ra vào lúc 15:30 ngày 12 tháng 9 để biết có được đi tiếp hay không. Điều này khiến báo giới xứ tỷ dân nuối tiếc vì liên đoàn bóng đá nước này không hề trọng dụng huấn luyện viên Chu Xie trong quá khứ. Tờ 163 có bài viết: Vượt xa huấn luyện viên Cheng Yadong, cựu huấn luyện viên từng làm việc ở Trung Quốc, Chu Xie giúp U23 Việt Nam sớm giành vé dự giải U23 châu Á. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh, huấn luyện viên Chu Xie đã giúp đội U23 Việt Nam sớm giành vé tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2024. Thậm chí, ông còn có tham vọng đưa U23 Việt Nam tham dự Olympic 2024. Trong quá khứ, huấn luyện viên có biệt danh Phù Thủy Trắng từng huấn luyện câu lạc bộ Thâm Quyến và Chiết Giang ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Tuy nhiên, thành tích của ông không nổi bật. Vị chiến lược gia người Pháp còn đối diện với nhiều chỉ trích trong thời gian làm việc ở Trung Quốc. Ông đã xung đột với nhiều cầu thủ trụ cột của hai câu lạc bộ và cuối cùng bị sa thải. Huấn luyện viên Chu Xie còn suýt nữa dẫn dắt đội U23 Trung Quốc tham dự Olympic 2008. Thời điểm đó, Phù Thủy Trắng chỉ trích sự can thiệp ở mức độ cao của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Ông từng dự đoán huấn luyện viên Marcelo Lippi không dễ dàng khi dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc. Giờ đây, người từng bị cổ động viên Trung Quốc chỉ trích không hiểu gì về bóng đá lại mang tới trái ngọt cho bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Chu Xie đã thay đổi lối chơi thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo theo hướng hiệu quả hơn. Ở góc độ nào đó, việc hạ gục U23 Yemen ở thời điểm cuối trận cho thấy thể lực của U23 Việt Nam cải thiện đáng kể. Không quá khi nói, thể lực của các cầu thủ Việt Nam tốt hơn so với các đội khác ở Đông Nam Á. Trước đây, bóng đá Việt Nam thường hụt hơi và dễ bị thủng lưới trong những phút cuối. Mức lương của huấn luyện viên Chu Xie vào khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ mỗi năm, cao hơn so với huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông thầy người Pháp không dễ dàng. Ông phải dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia U23 và U19. Điều đó đòi hỏi ông phải theo sát mọi cấp độ của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Cheng Yadong từng có nhiều năm làm việc ở cấp độ trẻ của Trung Quốc, nhưng ông không thể cải thiện thành tích của đội U23 nước nhà. Đánh giá ở vòng loại giải U23 châu Á, huấn luyện viên Cheng Yadong kém ấn tượng hơn so với huấn luyện viên Chu Xie. Điều đáng nói, bóng đá Trung Quốc đã theo đuổi huấn luyện viên người Pháp từ năm 2002. Tuy nhiên, sau hơn 2 thập kỷ, họ vẫn chưa thể mời được vị huấn luyện viên này. Lượt trận cuối cùng bảng C vòng loại U23 châu Á diễn ra vào ngày 12 tháng 9. U23 Việt Nam đối đầu với U23 Singapore vào lúc 19 giờ, còn U23 Yemen chạm trán với U23 Guam vào lúc 16 giờ. Hiện tại, về lý thuyết, U23 Singapore vẫn còn cơ hội để đi tiếp, đó là khi họ thắng đậm U23 Việt Nam để giành 3 điểm. Khi ấy, U23 Singapore có thể chờ đợi mình đứng nhì bảng nếu U23 Yemen thua U23 Guam, trước khi hồi hộp đợi xem mình có lọt vào top 4 đội thứ hai có thành tích tốt nhất để vào vòng chung kết hay không. Tuy nhiên, đây thực sự chỉ là một giấc mơ. U23 Việt Nam đang có phong độ khá ổn định trong thời gian gần đây khi có liên tiếp 6 trận toàn thắng. Ngược lại, trong 9 trận gần đây, U23 Singapore chỉ có trận thắng duy nhất trước Campuchia ở SEA Games, còn lại toàn hòa hoặc thua. Trước trận Singapore, Việt Nam đã sử dụng 17 cầu thủ với 5 người thi đấu trọn vẹn 180 phút, gồm thủ môn Văn Việt, trung vệ Trần Quang Thịnh, Phan Tuấn Tài, tiền vệ Thái Sơn và tiền đạo Thanh Nhàn. 6 cầu thủ khác thi đấu từ 60 phút đến 168 phút. Với việc sớm giành vé đi tiếp, cơ hội đá chính sẽ đến với những cầu thủ chưa thi đấu phút nào, gồm thủ môn Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng, hậu vệ Đức Anh, Hồng Phúc, tiền vệ Hữu Nam và Lê Quốc Nhật Nam. 6 cái tên mới đá từ 45 đến 63 phút, gọi tên trung vệ Lương Duy Cương, tiền vệ Hoàng Văn Toản, Khuất Văn Khang, Võ Hoàng Minh Khoa, tiền đạo Đình Bắc và Bùi Vĩ Hào. Huấn luyện viên Chu Xie cho biết sẵn sàng sắp xếp một đội hình cân bằng, trao cơ hội cho nhân tố ít thi đấu và thử nghiệm vị trí. Ngoài mục tiêu ấy, huấn luyện viên người Pháp không muốn bỏ lỡ cơ hội thực chiến tốt để đội tuyển U23 Việt Nam rèn luyện chiến thuật. Cách tiếp cận trận đấu đang thay đổi khi đội phải kiểm soát bóng. Ông nói, chúng tôi cần làm trơn tru hơn nữa các tình huống đưa bóng xuống cuối sân. Với huấn luyện viên Chu Xie, các đội tuyển của Việt Nam phải tăng thời lượng cầm bóng, chuyền bóng trên sân. Trong suốt quá trình ấy, đội cố gắng dồn ép đối thủ xuống cuối sân với những tình huống luân chuyển bóng và khoan phá hai cánh, buộc đối phương phải bộc lộ sai lầm trước áp lực. Muốn đẩy cao tốc độ, năng lực cầu thủ cần phải được cải thiện qua mỗi trận đấu. Tâm lý thoải mái là lợi thế của Việt Nam. Singapore cũng không phải đối thủ ngang trình.
khi từng thua 1-3 ở vòng SEA Games 32. Mục tiêu còn lại là không có cầu thủ nào gặp chấn thương nặng trong một trận cầu thủ tục. Hai chấn thương của Triệu Việt Hưng và Phạm Trung Hiếu ở đội tuyển quốc gia trong trận thắng 2-0 Palestine hôm qua 11 tháng 9 được xem là bài học. Sau vòng loại, các cầu thủ U23 còn hướng tới ASEAN 19, cạnh tranh ở câu lạc bộ và duy trì phong độ đến đợt tập trung đội tuyển tiếp theo. Huấn luyện viên Chu Dê cho thấy ông sẵn sàng trọng dụng bất kỳ cầu thủ nào có chất lượng và đạt phong độ tốt. Các cầu thủ còn đợt tập trung tháng 10 để gây ấn tượng trước khi huấn luyện viên trưởng chốt danh sách cuối cùng cho mục tiêu quan trọng nhất, vòng loại 2 World Cup 2026 bắt đầu từ tháng 11 năm nay.